Năm 2020, cộng đồng ASEAN kỷ niệm 5 năm thành lập và Việt Nam vinh dự đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN. Để chào mừng những sự kiện quan trọng này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đại sứ quán các nước ASEAN tổ chức triển lãm trang phục truyền thống các nước ASEAN tại Hà Nội từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 10 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Các quốc gia Đông Nam Á có nền văn hóa rất đặc sắc và phong phú. Sự đa dạng văn hóa đó được phản ánh rõ nét trong những bộ trang phục truyền thống của mỗi quốc gia. Trang phục truyền thống không chỉ mang nét đẹp về văn hóa trang phục mà còn tôn vinh truyền thống văn hóa, tâm hồn của người dân mỗi nước trong cộng đồng ASEAN. Triển lãm lần này trưng bày một phần nhỏ trong kho tàng văn hóa trang phục truyền thống của 10 quốc gia thành viên ASEAN. Đây là những bộ trang phục được người dân các nước lựa chọn sử dụng trong những dịp lễ Tết và những ngày quan trọng của đất nước. Bên cạnh các bộ trang phục là hình ảnh phong cảnh, văn hóa, đất nước, con người, góp phần mang lại cho người xem hiểu biết thêm về các nước ASEAN.